dọc theo chiều dài của mảnh đất Quảng Bình, dãy Trường Sơn hùng vĩ ẩn chứa trong mình những nét độc đáo, bí ẩn cả về tài nguyên lẫn nền văn hóa của con người nơi đây. Như một ước hẹn, chúng tôi rời thành phố Đồng Hới hành trình xuyên dãy Trường Sơn để tìm hiểu về một lễ hội văn hóa mang đậm bản sắc riêng của người Ma Con, lễ hội đập trống. Đường 20, địa danh một thời máu lửa, giờ không còn cảnh hiểm trở với vách đá dựng đứng, mặt đường lầy lồi mà thay bằng con đường bê tông đi lại thuận tiện. Dừng chân thắp nén tâm nhang tại khu di tích lịch sử Hang Tám Cô và Hang Y Tá trên tuyến đường lịch sử này. Lòng chúng tôi không nén nổi xúc động trước anh linh của những thế hệ đi trước đã ngã xuống cho độc lập tự do của dân tộc. Lẩn khuất trong cây rừng của dãy Trường Sơn, vẫn còn đó linh hồn của những anh chị thanh niên xung phong, những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ đang dõi theo và phù hộ cho đất nước ngày càng tiến lên, hội nhập với bạn bè năm châu bốn biển. Rời những địa danh lịch sử này, theo đường 20 Quyết Thắng, chúng tôi lại tiếp tục hành trình đến với lễ hội thiêng của người Ma Con. Trước đây, lễ hội đập trống chỉ gói gọn trong phạm vi làng bản của người Ma Con. Nhưng nay, với sự phát triển mọi mặt của đời sống, trong đó có sự đóng góp của Internet, nên dần dà lễ hội này đã lôi cuốn được nhiều người trong và ngoài nước đến với mảnh đất linh thiêng của người Ma Con, xã Thường Trạch, huyện Bố Trạch. Đi từ sáng sớm đến gần trưa, chúng tôi mới đặt chân đến Thường Trạch, ghé thăm đồn biên phòng Cồn Roàng. Qua trò chuyện với cán bộ đồn biên phòng ở đây, chúng tôi càng rõ thêm về cuộc sống và những phong tục tập quán của người Ma Con. Tộc người Ma Con thuộc dân tộc Ru Vân Kiều, hiện có khoảng 390 hộ với hơn 1.900 khẩu, cư trú tại 18 bản làng rải rác từ biên giới Việt Lào đến giáp xã Thường Trạch. Tục đập trống đã trở thành một hoạt động tâm linh theo suốt hành trình tồn tại của người Ma Con. Đầu mùa xuân, khi cây lúa trên nương, cây bắp trên rẫy đã chín, lễ hội được tổ chức vào đêm trăng tròn 16 tháng giêng âm lịch, vừa là để gọi lúa về, vừa cầu cho mưa thuận gió hòa để mùa sau được mùa hơn, mọi ốm đau, bệnh tật được xua tan, người người may mắn. Giờ đây, cuộc sống cực khổ của người Ma Con đã dần được cải thiện. Những con đường bê tông trải dài phong quang, sạch sẽ, xe máy đã về tận bản. Bà con đã sử dụng được điện thoại như là phương tiện rút ngắn khoảng cách liên lạc và tiếp cận đến với cuộc sống văn minh. Trẻ em đã được học cái chữ, nhiều nhà cũng đã có của ăn, của để. Chiều buông trên dãy Trường Sơn, một đàn bò đang uể oải gặm cỏ. Dưới kia, những cô thôn nữ đắm mình trong dòng suối mát. Đâu đó, tiếng chày giã gào rộn rã làm nên một khung cảnh yên bình như bức tranh thủy mặc của bản làng Ma Con nơi đài ngàn núi rừng Trường Sơn hùng vĩ. Một ngày mới bắt đầu trên bản Ca Rồng 1. Sáng 16 tháng giêng âm lịch, dường như không khí náo nức, rộn rã của lễ hội bắt đầu hiện hiện nơi đây. Trong ngôi nhà của trưởng bản Ca Rồng 1, từ sáng sớm, cuộc họp nhỏ của bộ phận chuẩn bị cho lễ hội đã được triển khai, cho thấy tầm quan trọng của lễ hội đối với đời sống tâm linh của người Ma Con. Bộ phận chủ lễ thường là những người đứng đầu dòng họ trong vùng, được coi là dòng họ có công khai phá ra vùng đất mà người Ma Con hiện đang sinh sống. Họ được quyền cha truyền con nối để làm chủ lễ hàng năm. Già làng Đinh Son, thế hệ hiện tại đang là người như vậy. Ông phân công từng công việc cụ thể cho các thành viên chuẩn bị cho lễ hội. Trong đó có hai công đoàn được coi là quan trọng nhất của lễ hội này là công đoàn làm trống và bắt cá ở suối Cấm. Cuộc họp kết thúc, mỗi người một việc, ai cũng hối hả thực hiện phần việc của mình.
ngay tại bãi sân rồng của bạn, công đoàn làm trống được bắt đầu. Một số thanh niên khỏe mạnh được cử vào rừng để chặt tre đực và cây mây già về để làm trống. Trống của người Ma Con khác với trống của người miền xuôi. Theo phong tục, người Ma Con lấy cây chi cúc sống hàng chục năm trong rừng sâu, khoét rỗng ruột làm thân trống. Thân trống được giữ từ năm này qua năm khác, khi nào hỏng mới thay. Mặt trống thì mỗi năm được thay một lần vào mùa lễ hội và được làm bằng chất liệu khác nhau. Riêng năm nay, mặt trống được làm bằng da của con sơn dương đã được phơi khô. Người Ma Con làm trống bằng cách dùng mây rừng xâu chéo lại với nhau để căng mặt trống. Mây rừng cũng phải được luộc kỹ để mềm ra, đồng thời tăng độ dẻo dai và bền. Sau khi xâu chéo mây với nhau, người ta lấy nêm tre đực nêm chặt lại để dây mây kéo mặt trống. Mặt trống càng căng, tiếng trống càng trầm hùng, uy lực. Thời gian làm trống phải mất gần một ngày, từ sáng sớm cho đến chiều tối. Thưa quý vị, như vậy là chiếc trống lễ này cơ bản đã được hoàn thành. Trong hình dáng của nó khá là làm mắt, nhìn gần giống như một quả cầu gai. Đối với người dân Ma Con thì việc làm trống là một trong những công việc quan trọng nhất trong lễ hội đập trống. Bởi người Ma Con quan niệm rằng tiếng trống là hiện thân của tâm linh, của tiếng nói thần kỳ, như tiếng của người dân Ma Con giữa núi rừng Trường Sơn không bị khuất phục bởi mưa gió và thú dữ. Trong khi một nhóm người Ma Con bận rộn với việc làm trống hội, thì nhóm người khác, theo sự phân công của chủ lễ, thực hiện nghi thức bắt cá tại suối cống. Nhóm phóng viên thực hiện kỹ sự vì thế phải phân công người theo chân già làng Linh Son đi đến dòng suối cống Aki Lê Thiên. Tính từ điểm dừng ô tô đi bộ vào khu vực suối cống, chúng tôi phải mất gần 4 giờ đồng hồ trên quãng đường gần 3 km băng rừng. Cuộc trò chuyện với già làng Đinh Son giúp chúng tôi cảm giác quên đi những mệt mỏi của đôi chân. Ông Đinh Son cho biết, hàng năm khi mùa gieo trỉa xong, dân bản ngăn con suối từ bản Rào Bụt đến bản Nôn. Những già làng uy tín tiến hành lễ tế với trời đất và cấm dân bản trong thời gian khoảng một tháng trước lễ hội không được đánh bắt cá ở suối cống. Chính vì vậy, những con cá ngon nhất, sạch nhất sẽ được dành dâng lên trời đất linh thiêng vào dịp lễ hội đập trống. Và già làng Đinh Son trong quá trình đi thực hiện công việc bắt cá tại suối cống cũng phải mang trang phục truyền thống của người chủ lễ. Đi mãi rồi cũng đến suối cống. Khu vực này là thuộc bản Nôm của xã Thượng Trạch. Theo tục lệ, già làng Đinh Son vào thông báo với trưởng bản Nôm về việc đánh bắt cá ở suối cống. Trong khi một người con của trưởng bản này được cử xuống suối bắt cá, thì già làng Đinh Son được trưởng bản Nôm tiếp đãi theo đúng lễ nghĩa của người Ma Con. Một mâm cơm được dọn ra để biểu thị lòng hiếu khách của chủ nhà. Đây là một phong tục của người xưa vẫn giữ lại cho đến bây giờ. Những năm chống Mỹ, dù dân bản có sơ tán tránh bom đạn của kẻ thù rút lên rừng sâu, thì đến khi con trăng tháng riêng tròn vành vành, người Ma Con vẫn trở về con suối Aki bắt cá, chuẩn bị cho lễ hội. Tiếng trống cũng chưa bao giờ dứt mỗi đêm 16 tháng riêng về. Gánh vác trọng trách lưu giữ một nét đẹp truyền thống của người Ma Con, trao truyền từ các bậc tiền bối, từ nhiều năm nay, già làng Linh Son đều đứng ra làm chủ lễ đập trống. Chuyển bắt cá rồi cũng có kết quả. Chúng tôi quay trở lại với bản Ca Rồng 1, nơi đang rộn ràng tiếp diễn các công đoàn chuẩn bị của lễ hội đập trống. Không khí ở đây bắt đầu rộn ràng, sôi động hơn. Quanh khu vực trung tâm của bản, chúng tôi dễ dàng nhìn thấy các thương lái ở dưới xuôi bắt đầu tổ chức các sạp hàng bày bán các mặt hàng nhu yếu phẩm. Đây cũng là cơ hội thu lời cho các thương lái, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để cho đồng bào Ma Con ở các vùng lân cận để mua sắm vật dụng cần thiết và làm đẹp mình trong đêm lễ hội.
Cũng qua tìm hiểu, chúng tôi được biết đây là lễ hội tổ chức dưới sự chung tay góp sức của cả 18 họ trong xã Thành Trạch. Từ trống cho đến các lễ vật cúng như gà, xôi, lúa gạo, ngọn cây đoác đều là của nhà làm ra và do mọi người đồng góp. Như là một quy ước bất biến, người dân các bản còn đồng góp gạo, nếp để nấu rượu hiêng, thử rượu dùng cúng và mời khách quý. Chúng tôi tìm đến nhà ông Lý Xuân Kim, đây là người trước đó được phân công nhiệm vụ ủ cả hũ rượu hiêng phục vụ cho lễ hội đập trống. Rượu á là phải nấu hôm này, hôm rồi là ướp này, ướp xong là hũ ba hôm, hẳn ra nước hưng nước, rồi bắt đầu là ba hôm là họ là cái mét là họ đổ rồi họ trộn với trụ, không phải mà để rượu một trộn là họ nhẹ khoảng 15 hôm là họ uống. Người gọi là quỵ khách mà của mình mà quỵ là mình để lâu, mà khách gọi là khách đơn giản thì cũng nhạt cũng được, mà khách quỵ của mình là mình phải tôn trọng của họ, là mình phải đặc biệt. Dọn cho con chồng của mình là họ là ông này là làm tốt rượu chè này nữa. Ông Kim tâm sự thêm với chúng tôi, rượu hiêng là cách thể hiện lòng hiếu khách của người Ma Con đối với bạn bè gần xa khi đến với nơi này. Bởi vậy, mỗi khi hũ rượu hiêng đã mở, cả chủ và khách phải uống hết. Khách phải say thì chủ nhà mới vui lòng. Âu đó cũng xuất phát từ bản tính mộc mạc, chất phác, tột bùng của người Ma Con, như ngọn gió núi hoang sơ và mặt lành của đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Chiều xuống dần ở bản Ca Rồng 1, không khí của lễ hội như càng rộn ràng và khẩn trương hơn. Những người phụ nữ đang chuẩn bị cho các mâm cúng, gà cúng được làm sạch sẽ, bắp chuối đã được luộc chín, cá từ suối cống cũng được nướng xong. Ngoài ra, việc làm các món ăn phục vụ cho việc đón khách quý ở các bản gần xa cũng được các thành viên khẩn trương thực hiện. Giữa bãi đất ở trung tâm của bản, một chòi nhỏ bằng tre được dựng lên làm nơi cúng lễ và tổ chức phần hội. Chiếc trống là tâm điểm của lễ hội, đã được làm xong và treo lên chòi tre. Nó trở thành vật thiêng, là biểu tượng về kết nối cộng đồng, biểu dương sức mạnh. Tiếng trống được xem như là bức thông điệp bằng âm thanh kết nối người Ma Con với thần linh trong lễ hội thiêng. Tiếng trống bảo hiệu đường lành để giúp đồng bào có thêm sức mạnh vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống. Cũng đã có nhiều nghiên cứu đưa ra các giả thuyết khác nhau về nguồn gốc của lễ hội đập trống. Nhưng hơn ai hết, người Ma Con có một niềm tin về tiếng trống của bản làng mình. Từng leo tông mượt ai này bó xem bên mi xem bên ai cái mền mi bát xem ai cái bên mi bật miệng mặt mũi xem ai ta bên ưng na lè bó